Đây là nhà tù kỳ lạ nhất trên trái đất. Tù nhân phải đào một cái hố trên sa mạc. Kích thước của cái hố bắt buộc phải có đường kính 1,66m và sâu 1,66m. Mỗi người một ngày phải đào một cái, không đào xong thì không được ngủ. Mà ở đây khắp nơi đều có thằn lằn độc và rắn đuôi chuông. Ngày nào cũng đào hố, khiến tù nhân này không chịu được nên đã chủ động đi tìm rắn đuôi chuông. Anh ta duỗi chân ra, các tù nhân khác khuyên anh ta thu chân lại nhưng đã quá muộn rồi. Con rắn đuôi chuông cắn một phát, anh ta liền đi chầu Diêm Vương. Nhưng tại sao các tù nhân lại phải đào nhiều hố như vậy? Hãy cùng Cuồng Phim đến với bộ phim Hố Báu Vật để biết câu trả lời nhé. Stanley đang đi trên đường thì đột nhiên có một đôi giày từ trên trời rơi xuống khiến cho Stanley ngã xuống đất. Vì từ nhỏ đến lớn đều rất xui xẻo nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng thấy đôi giày rất ngầu nên đã lấy nó rồi bỏ chạy. Kết quả một giây sau liền bị cảnh sát đuổi theo, hóa ra đây là đôi giày của một vận động viên nổi tiếng. Vận động viên đã quyên góp đôi giày cho viện phúc lợi, nhưng không ngờ nó lại nằm ở trong tay Stanley. Cậu ta ngay lập tức bị kiện ra tòa. Gia đình Stanley rất nghèo, bố cậu ta là một nhà khoa học, ngày nào cũng ở trong nhà nghiên cứu bí quyết khử mùi hôi ở giày, nhưng nghiên cứu cả đời cũng không thành công. Gia đình cậu đến luật sư cũng không thuê nổi, vì vậy Stanley bị kết án 18 tháng tù và phải đi đến trại Green Lake dành cho vị thành niên để lao động cải tạo. Stanley ngồi lên xe đi đến nhà tù, nơi này là sa mạc, hai bên đường có vô số cái hố, cậu ta không biết những cái hố này từ đâu mà có. Khi đến nhà tù, Stanley nhìn thấy có rất nhiều tù nhân vị thành niên với các tội danh khác nhau. Tổng cộng có 3 người quản lý nhà tù, nữ quản giáo trưởng Oa Đơn cùng hai thuộc hạ là Marion và Pendansky, họ thường ngày rất hay đàn áp tù nhân một cách thậm tệ. Stanley đi đến nhà ăn, các tù nhân đang ăn một thứ giống như chất nhầy, nó không khác gì thức ăn cho lợn. Thứ duy nhất có thể ăn chính là hai lát bánh mì, nhưng lại bị buồng trưởng của họ là X-ray cướp mất. Trên giường của Stanley còn có dấu vết đái dầm, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng nằm ngủ. Trời còn chưa sáng đã bị quản giáo gọi dậy, mỗi người một cái sẻng bắt đầu công việc đào hố trên sa mạc. Marion nói với bọn họ nếu như đào được thứ gì nhất định phải giao nộp, nếu như quản giáo Oa Đơn thích thì có thể được nghỉ một ngày. Lần đầu tiên Stanley đi đào hố, sảnh đầu tiên cắm xuống thì đã bị ngã, chỉ có thể nhìn người khác đào mà học tập. Nhưng các bạn tù khác đều bắt nạt Stanley, họ đem cát đào được đổ xuống hố của Stanley. Stanley phản đối nhưng mọi người đều bắt cậu ngậm miệng lại, còn chế giễu cậu. Lần này Stanley phải làm việc gấp đôi dưới ánh nắng mặt trời. Mà ở bên cạnh bọn họ, Pendansky cầm súng giám sát. Đến thời gian phát nước, tay của Stanley đã nổi đầy mụn nước. Marion nói rằng những mụn nước này sẽ biến thành vết chai trong vài ngày. Đây chính là cuộc sống ở trại Green Lake. Ở cùng phòng giam với Stanley có một cao thủ đào hố, cậu ta tên là Zero, người khác mới đào được một nửa thì cậu ta đã làm xong cả rồi. Đây là người đào hố nhanh nhất ở đây. Stanley lần đầu tiên đào hố, tốc độ thật sự là khiến người khác phải ấn tượng. Lúc cậu ta đào xong thì mọi người đã trở về phòng giam từ lâu rồi. Đến khi Stanley trở về thì trời đã tối rồi. Đột nhiên, Marion xông đến cầm súng chĩa thẳng vào người Stanley, cậu nhóc suýt nữa thì đái ra quần. Không ngờ Marion lập tức nổ súng, thì ra là ở đằng sau có một con thằn lằn có nọc độc. Phát súng này không bắn trúng, con thằn lằn phồng má lên bắt đầu phát điên, lập tức tấn công Stanley. Marion lại bắn một phát nữa, may mà phát súng này đã bắn trúng. Stanley nghĩ rằng sau này phải đào hố thật nhanh, tối nay trở về thật sự quá nguy hiểm. Cứ như vậy, Stanley bắt đầu cuộc sống ngày ngày đào hố, càng đào càng thành thạo. Cuộc sống ở trong tù thật là nhàm chán, các tù nhân bắt nạt lẫn nhau. Stanley nuôi một con bọ cạp làm thú cưng để vượt qua khoảng thời gian buồn chán ở trong tù. Nhà tù này bắt các tù nhân phải đào hố liên tục, chỉ cần đào được kho báu thì có thể nghỉ ngơi một ngày. Cuối cùng hôm đó, Stanley đào được một kho báu, cậu ta lau qua rồi giao cho Pendansky. Đừng xem thường viên đá này, bên trong nó có hai con bọ cổ xưa. Stanley nói rằng đây là một hóa thạch rất đáng giá, thế nên tôi có thể nghỉ ngơi một ngày đúng không? Mọi người đều vây quanh để xem. Pendansky lại nói rằng, quản giáo Oa Đơn không thích viên đá vỡ này, cậu hãy tiếp tục đào đi. Stanley tự ý giao nộp đồ vật khiến cho X-ray không vui, bởi vì cậu ta đã đào mấy tháng rồi mà vẫn không đào được gì. Cậu ta nói với Stanley, sau này đào được cái gì thì phải đưa cho tôi trước, tôi đã đào mấy tháng trời rồi và chưa được nghỉ ngơi ngày nào, cậu trực tiếp giao nộp như vậy thì không phải là hớt tay trên sao? Rõ ràng là cố tình gây khó dễ nhưng Stanley tốt bụng vẫn đồng ý. Đến tối khi đến lượt mọi người kể chuyện cho nhau nghe, Stanley đã kể cho họ nghe bí mật về sự xui xẻo của gia tộc cậu truyền từ đời này sang đời khác. Ông cố tổ của Stanley là Stanley Jenner, sinh ra trong một gia đình nghèo, đã phải lòng con gái của chủ trang trại. Ông đã lấy hết dũng khí để gặp chủ trang trại và xin được lấy con gái ông ta. Nhưng không may là anh chàng nuôi lợn cũng đến để xin cưới con gái của chủ trang trại. Hơn nữa anh ta còn mang một con lợn béo tốt đến để làm lễ vật. Stanley Jenner bị chế giễu vì nghèo, liền đi tìm phù thủy Madam nhờ giúp đỡ. Phù thủy Madam sau khi nghe xong liền cho Stanley Jenner một con lợn con và nói với ông ta mang con lợn này lên núi uống nước suối. Hơn nữa vừa uống vừa hát bài về con lợn thì lợn con sẽ lớn rất nhanh. Nhưng với điều kiện là sau khi xong việc, Stanley Jenner phải đưa bà ta lên núi và hát bài hát về con lợn cho bà ấy nghe. Nếu không thì cả gia tộc sẽ bị nguyền rủa xui xẻo từ đời này sang đời khác. Stanley Jenner vì một lòng muốn cầu hôn nên đã lập tức đồng ý. Theo lời phù thủy, quả nhiên con lợn này lớn rất nhanh. Ông vội vàng mang con lợn đi hỏi cưới vợ. Nhưng trọng lượng của hai con lợn này bằng nhau nên chủ trang trại đã để con gái tự chọn. Không ngờ cô rất xinh đẹp nhưng lại là một cô nàng ngốc. Rõ ràng Stanley Jenner là một chàng thanh niên đẹp trai nhưng cô lại do dự không quyết.
Stanley Jenner vô cùng tức giận nên đã quay người bỏ đi và để lại con lợn làm quà chúc mừng. Chủ trang trại vui mừng khôn xiết, một cô con gái đổi được hai con lợn. Cứ như vậy, Stanley Jenner đã quên thỏa thuận với phù thủy, dẫn đến bị nguyền rủa xui xẻo từ đời này sang đời khác. Hôm đó lại là một ngày tiếp tục đào hố, Stanley lại đào được một thứ gì đó. Cậu ta nhặt lên xem thì thấy nó trông giống một viên đạn của súng lục. Mọi người nhanh chóng tập trung xung quanh cậu, bên trên có khắc chữ KB. X-ray cướp lấy nó định đem đi giao nộp. Stanley nói rằng, hố của anh cũng sắp đào xong rồi, hay là để mai hãy đem nộp, như thế thì anh có thể nghỉ ngơi từ sáng đến tối. Đây là một ý kiến rất hay, X-ray đã gật đầu đồng ý. Đến ngày hôm sau, X-ray liền đem viên đạn nộp cho Pendansky. Quản giáo Warden lại trực tiếp lái xe đến nơi này. Stanley lần đầu tiên nhìn thấy quản giáo Warden, thì ra quản giáo trưởng là phụ nữ. Quản giáo Warden vô cùng phấn khích, lập tức ra lệnh cho phép X-ray nghỉ ngơi. Quản giáo Warden cho rằng viên đạn này được đào từ hố của X-ray, liền ra lệnh cho tất cả tù nhân đến gần hố của cậu ta đào, còn hứa với bọn họ rằng gần đây ngày nào cũng được tắm và ăn bít tết. Mọi người lập tức hăng say làm việc, nhưng đào liên tục trong 7 ngày, đất ở xung quanh đã bị lật tung lên nhưng không tìm được gì. Quản giáo Warden vô cùng tức giận, phần thưởng cũng biến thành hình phạt. Hôm đó khi mọi người đang lấy nước, nhân lúc Marion không chú ý, McNutt đã lấy trộm túi hạt hướng dương của ông ta. Sau khi phát hiện ra Marion đã lập tức quay lại, McNutt đem hạt hướng dương vứt cho Stanley để vu oan cho cậu ta. Stanley đem hạt hướng dương vùi xuống hố nhưng vẫn bị quản giáo phát hiện, ông ta đưa Stanley đến thẳng văn phòng của quản giáo trưởng. Sếp ơi, có chuyện khẩn cấp. Quản giáo Warden tưởng rằng lại đào được thứ gì đó. Chính là thằng nhóc này, nó đã trộm túi hạt hướng dương của tôi, ăn trộm hạt hướng dương của tôi. Chỉ thấy quản giáo Warden lạnh lùng bôi nọc rắn nuôi chuông lên móng tay, giơ tay lên tát ông ta một cái kèm theo một từ, cút. Nhưng Stanley cũng không tự ý rời đi, cậu ta phát hiện ra bí mật của quản giáo Warden, bức ảnh treo trong phòng của bà ta đều là ảnh của nữ tướng cướp KB. KB từng là một cô giáo, yêu một người bán hành, kết quả cảnh sát trưởng Đố Kỵ đã cướp bức KB, còn giết chết người bán hành. Từ đó KB liền đi vào con đường tà ác trở thành một nữ tướng cướp nổi tiếng, mỗi khi giết một người bà ta đều để lại một vết son trên mặt người đó. Khi KB chết, bà ta đã đem tất cả kho báu mà cả đời cướp được chôn trong sa mạc. Mà quản giáo Warden là con cháu của KB, nên bà ta mới tốn công sức đi đào hố tìm kho báu. Stanley an toàn đi ra ngoài và nhìn thấy Zero đang giúp cậu ta đào hố. Stanley và Zero nhanh chóng trở thành bạn thân, Zero giúp cậu ta đào hố, còn Stanley thì giúp Zero học chữ. Hôm đó một tên du côn lại bắt nạt Stanley, hai người lập tức xông vào đánh nhau, nhưng Stanley không phải là đối thủ của hắn ta, bị đè xuống không thể cử động được. Zero không chịu được cảnh bạn mình bị đánh đã xông đến bóp cổ tên côn đồ, sắp bóp chết hắn thì đúng lúc này có tiếng súng vang lên, Pendansky nhanh chóng chạy đến. Quản giáo Warden đi đến hỏi, chúng mày không lo mà đào hố đi, đang làm cái quái gì vậy? Zero không thể nhịn được nữa, đập cho Pendansky một sẻng, sau đó liền bỏ chạy. Quản giáo Warden nói rằng không cần đuổi theo, ở đây là sa mạc, những kẻ chạy trốn không chết vì khát thì cũng sẽ bị kền kền ăn thịt. Trở lại doanh trại, họ kiểm tra thấy Zero là trẻ mồ côi nên nếu cậu ta có chết thì cũng không có ai đến hỏi. Họ quyết định xóa bản án của Zero, coi như cậu ta chưa từng đến nơi này. Nhưng chỉ có Stanley lo lắng cho sự sống chết của Zero, ngày nào cậu ta cũng lang thang trong sa mạc hét lớn tìm kiếm Zero. Stanley cũng đã nghĩ xong kế hoạch vượt ngục. Hãy chú ý xem cậu ta rốt cuộc đã vượt ngục như thế nào nhé. Stanley nhân lúc Marion đến phát nước đã cướp xe ô tô của ông ta. Stanley điên cuồng lái xe, Marion đuổi theo, nhưng kết quả trong một lúc không chú ý liền rơi xuống hố. Điều này khiến cho Stanley rất hưng phấn, xông thẳng ra khỏi nhà tù đi tìm Zero. Kết quả cậu ta cũng không may mắn gì, đầu xe đâm xuống hố, Stanley liền bỏ lại xe, chạy trốn trong tiếng reo hò của các bạn tù. Stanley đi bộ rất lâu, bình nước này cũng đã uống hết rồi. Lúc này cậu ta nhìn thấy một con thuyền cũ, ở đây cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy Zero. Ở trong này có mấy lon đồ hộp bị mốc nhưng đều bị ăn hết rồi. Họ bắt buộc phải tìm thấy đồ ăn và nước uống. Stanley nhìn thấy một ngọn núi, cậu ta nhớ đến câu chuyện của tổ tiên, ở đó chắc chắn có nguồn nước. Vì vậy hai người bắt đầu leo núi, sườn núi dốc 90 độ, hai người cố gắng trèo lên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Zero đã mấy ngày không ăn gì nên đã kiệt sức và lập tức ngất xỉu. Lẽ nào hai người sẽ bị chôn vùi ở đây sao? Stanley không hề bỏ cuộc, cậu ta cõng Zero tiếp tục leo núi. Khi họ sắp đi đến đường cùng thì đã nhìn thấy một bãi cỏ xanh, nơi này thực sự có nước, hai người hưng phấn nằm trong nước. Stanley còn tìm thấy rất nhiều hành có thể ăn được. Trước giờ chưa từng được ăn hành nào ngọt như vậy. Ăn no, uống no, Stanley nằm trên mặt đất, bất giác hát bài hát về con lợn. Và sau đó một điều kỳ diệu đã xảy ra. Stanley đã phá giải được lời nguyền. Vận đen qua đi thì vận may tự nhiên sẽ đến. Bố Stanley ở bên này vẫn đang nghiên cứu cách khử mùi hôi ở giày, do bất cẩn một đĩa hành rơi vào trong nồi. Lúc này bố Stanley ngửi chiếc giày, mùi hôi trong đó đã hoàn toàn biến mất. Những củ hành bé nhỏ đã giúp ông ấy phát minh ra chất khử mùi hôi hoàn hảo. Hạng mục của bố Stanley lập tức có người đầu tư, gia đình Stanley có tiền rồi, lập tức đi tìm luật sư để cứu Stanley ra ngoài. Đêm đó, Stanley và Zero ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cậu ta nhớ đến ông nội từng nói trại Green Lake này là một kho báu. Stanley và Zero lén lút trở về nhà tù, ở cái hố mà cậu ta đã đào được viên đạn, họ đào được một cái hòm, nhưng không ngờ lần này đã bị quản giáo Warden phát hiện.
Đúng lúc bà ta định cướp chiếc hòm thì có vài con thằn lằn độc bất ngờ bò ra. Bà ta biết sự lợi hại của chúng nên không dám hành động. Họ đợi thằn lằn cắn chết Stanley và Zero. Thằn lằn bò lên cổ của Stanley. Lẽ nào nhân vật chính sẽ chết như vậy sao? Kết quả con thằn lằn này rất là ngoan, không cắn hai người họ. Nguyên nhân là do họ đã ăn rất nhiều hành, thằn lằn không thích mùi này. Cứ như vậy miễn cưỡng vượt qua một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, luật sư mà bố Stanley thuê đã đến nơi này. Lần này có chỗ dựa, Zero ôm chiếc hòm đi ra, quản giáo Warden đi đến cướp lấy. Zero nói rằng đây là hòm của Stanley. Bà xem đi, trên này còn khắc tên của gia tộc Stanley. Quản giáo Warden không dám tin, bên trên thật sự có khắc như vậy. Thì ra chiếc hòm này chính là kho báu mà KB cướp của tổ tiên Stanley. Đây cũng được coi là vật về với chủ. Lúc này, cảnh sát cũng điều tra ra được quản giáo Warden đã giả mạo hồ sơ của tù nhân, còn thuê hai kẻ vượt ngục Marion làm quản giáo. Chức vụ quản giáo trưởng của bà ta lập tức bị thu hồi. Stanley chia tay các bạn và đưa Zero đi cùng. Trở về nhà, mở chiếc hòm kho báu ra. Trời ơi, trong đó toàn là trang sức bằng vàng và bạc, còn có một tờ chi phiếu cũ trị giá hàng triệu đô. Nhưng Stanley quyết định số tiền này phải chia cho Zero một nửa, nếu không có Zero thì họ sẽ không thể tìm thấy kho báu. Sau đó hai người họ mỗi người mua một căn biệt thự và trở thành hàng xóm. Đương nhiên họ còn là anh em tốt cả một đời. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye.